Em quay đi. Mày quay đi. Mỏi tay. Anh lớp không mày. Chuyên nghiệp. Anh không phải chuyên nghiệp. Mẹ lớp mày mà mày còn lười. Bố cái thằng. Chú ơi, dịch thoại. Ngoài kiểu ấy bỏ cặp tay để cho xem nó dễ. Ui. Đây là chấn động, động đất nhẹ. Ui dồi. Anh ăn hiểm thế nào đây? Puma đây à? Ừ. Puma không chuyên nghiệp. Đây là Linh Mỹ đúng không? Hả? Linh Mỹ thì bắt bóng gì? À, ra mở hoặc là có thể thay thế. Ủa sao tên nó là Puma vậy? Nó có gì điều gì đặc biệt chăng? Tao không biết. Hay nó mặc của hãng thể thao Puma? Toàn những nhân tài ấy. Hiệp 2 ai chả mệt. Sướng nhất là mỗi thằng thủ môn. Mỹ quá nhân kế thôi, không thua mất. Rồi ơi, sướng nhất mỗi thằng thủ môn, đứng im. Đợi bóng đến. Đến lúc chửi do thì hơi khổ đấy. Làm sao? Mình cũng phải đẳng cấp giống như check như check gì đâu. Ủa, Peter check là thủ môn à? Phải, Peter check là hậu vệ. Phải thôi. Nhảy vào đá, mua cầu thủ luôn. Mua đi, anh 30 triệu à? Đây, 30 triệu à? Ừ, anh bao luôn. Anh quay thế này, nhìn cái rẻ, quay sát. Cái gì? Quay sát thế nào? Cảnh như... Lại chạy hùng hùng hùng. Lại kiểu chuyên nghiệp chạy nhảy vào sân hoặc là dùng máy bay quay. Mày quay hai em này à? Đâu, tao quay bóng mà. Mẹ hai. Nó đi qua mà. Giác cổ vua vào đi, đang sụp yếu sức rồi nhỉ? Bố, cái thằng bị quay hai em. Vào đi! Thế vào chưa? Cố lên! Ấy. Sao lại xong rồi? Lại qua rồi. A7 trận này cơ cao phết này. Ừ. Chú đá A7 không đây? A3, A5. Ui dồi, A5 rồi. Ui dồi. Lại còn A3 rồi. Bất bóng. À, ta lấy bóng. Thế nhớ nó không biết kiểu. Thôi, tắt máy. Tạm dừng máy.